rồi đếm coi tập ba trăm lớp năm qua hôm nay đâm lên mình với bạn đâm lên mình với rồi mình bán đông cô cho ông cô dầu hào gì đông cô gì á mình chỉ bài ba mình có dùng mì xào ha mì xào ha thì mì xào này mình gọi là mì xào trái cũng được ha rồi người ta gọi là mì xào tam tơ ha tam tơ là mình cắt sợi ha tam tơ là nó có tăm bông ha rồi xào đất xà tăm bông với lại là xá xíu ha bữa nay mình không cho xá xíu mình cho cải thôi ha rồi cải ha cải thảo người ta còn là cải dây chắc ha ta còn cải dây chắc thì đúng ra cái này cắt sợ xong chui hết mình xào sống luôn mình không có luộc ha ở đây nhiều bạn không có quen cái xào á chia xào gian ra ngoài hết thì cho nên mình trần sơ qua cho dễ xào ha thì đúng ra là những cái nguyên liệu này mình không cần phải chặt bên nữa đâu ha rồi sau khi mình cắt sợi nó rất là dơ nó cũng rất là màu chín ha rồi rồi kè rồi hành lá ha hành lá cắt khúc 5 phân ha rồi cần tàu các bạn cũng cắt khúc 5 phân ha rồi cái tỏi nè cái tỏi các bạn để gần cái cần ha cái tỏi để gần cái cần ha rồi nấm đông cô ha rồi rồi nếu mà mình xào mình bỏ xá xíu lên á mình gọi là mì xào xá xíu ha rồi mình cho tăm bông cắt sợi nữa mình gọi là mì xào tăm tơ ha tăm tơ là cắt sợi luôn đó ba thứ sợi luôn tơ là tơ hồng luôn đó rồi đến bên đó ha rồi lớp này nó ba mươi bạn rồi mì ha ở đây là cái mì hấp ngoài chợ đó ha rồi để mì qua một bên ha dương cô ha mì xào dương cô là với xào rau cải thôi chứ không bỏ thịt vô ha thì mì xào dương cô là tên của một ông lái buôn ha thì tên của ông lái buôn này á thì ổng vô nhà hàng đó ông ăn là bào ngư với cá ăn ngon qua ăn hoài rồi không nói xào cho dĩa mì đi không lấy thịt ha thì từ đó cái đầu bếp mới xào cho dĩa mì giọng ha rồi không lấy thịt ha thì từ đó cái món mì này bán chạy thì từ đó họ đặt cái tên mì này là mì xào dương cô ha ổng tên dương họ dương tên cô ha gọi là dương cô ha thì sau này bỏ xát xíu vô là mì xào xát xíu ha rồi bỏ thì vô mì xào hải sản rồi hải sản vô gọi là mì xào hải sản ha thì phương pháp này cái mì xào này nó thì họ áp chảo mì hai mặt ha áp chảo đặc biệt cái này phải áp chảo đốt chảo xong mình đổ dầu vô cho tráng dài lửa treo cho nó chảo thấm dầu ha rồi
rồi ha, hết chỗ mì ha, 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 à, cái dành công lên cái nhất cái mắt phải nhìn cái mũi phải hưởng có mùi thơm chưa à, 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 cái này nó công lên rồi phải không à, cái này dành cái công lên là ok rồi phải không à, 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 nó vừa vàng lên đúng không à, mắt phải nhìn mũi phải bự nó đi à, mình cảm nhận có mùi thơm mình nhìn thấy cái dành nó công lên là nó bắt đầu nó dưới nó vàng rồi à, à, à. Sau cái áp chảo thì hai mặt ha 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 sau cái hai mặt nó giòn vàng rồi bao họ đổ vô nó đổ vô cho nó nhiều đậm cho nó nhiều bớt dầu ra ha rồi nó tỏi ha tỏi với cần mình xào trước ha ha xào cần tỏi cho nó thơm trước ha rồi ha rồi mình xào cả khoảng mấy giây cho nó thơm trước ha rồi cắt bột ha 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 cắt bột ha 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 rồi cắt chảo ha 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 trứng này ha 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 rồi có mùi thơm không ha rồi ha 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 rồi ha có mùi thơm bắt đầu bỏ sốt vô ha rồi ha 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 rồi ha 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 à, bỏ sốt cho bắt đầu bỏ mì vô ha, ha nhẹ nhẹ thôi đừng nên làm mạnh quá nó gãy ha 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 nhẹ nhẹ thôi ha 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 cái mì nó vừa giòn mà vừa mềm nha ok ha đây là lớp trưởng chiếc đây lớp trưởng đó lớp trưởng lớp tôi này mới được hay quá lớp trưởng ơi vỗ tay lên trưởng mà Yeah.
Và phụ tá nè, đưa mì vô nè. Đứng đứng chán dạo đi vô. Cho mì vô, cho mì vô. Rồi sắp ơi, sắp đĩa ơi. Dính luôn rồi. Dính luôn rồi kìa. Ít dầu quá, thêm dầu vô. Anh người không thấy rồi. Của đây mặt không? Mày phải thầm trai nhỏ quá anh ơi. Còn nhắc cái mặt kia.